trường của Susan và Steve thì cũ. Cái câu này mình nói trong tiếng Việt thì mình nói rất bình thường. Một cái món đồ nào đó của người này và người kia thì mình thấy rất bình thường. Nhưng mà trong tiếng Anh đó thì cái vấn đề mà dấu nháy S này nó lại phức tạp ở chỗ là mình không biết là mình sẽ để dấu nháy S này nó nằm ở hai cái tên Susan's dấu nháy S và chữ Steve dấu nháy S, hay là chỉ có một trong hai. Mà nếu mà có một trong hai thì nó sẽ ra cái gì? Có nghĩa là cái câu này đó, người ta đặt ra nó sẽ có thể viết được theo ba cách, và cách nào là đúng, cách nào là sai. Cách đầu tiên là cách này, cả hai cái tên người đó đều có dấu nháy S hết. Hoặc là trường hợp thứ hai đó là chữ Susan nó có dấu nháy S và chữ Steve không có. Và trường hợp thứ ba đó là Susan không có dấu nháy S và chữ Steve có dấu nháy S. Ba trường hợp này nó khác nhau như thế nào? Cái nào đúng, cái nào sai? Và nếu mà có nhiều hơn một cái đúng đó, thì hai cái đúng đó nó sẽ giống nhau hay là nó khác nhau? Cái nghĩa như thế nào? Nếu mà có danh từ thứ nhất and danh từ thứ hai, nếu mà nói về một đối tượng nào đó, một cái vật nào đó, nếu như cả hai người có chung một cái món đó thì chỉ cần cái dấu nháy S ở sau danh từ thứ hai thôi. Có nghĩa là cái danh từ school ở cái câu phía trên đó nó là chung, hai người chung một trường, cái đối tượng giống nhau. Còn nếu như mà nó có dấu nháy S ở cả hai từ đó thì cái danh từ phía sau nó là riêng của từng người. Của người này riêng, của người kia riêng thì người ta dùng hai cái dấu nháy S. Còn nếu mà cả hai người đều có chung một cái đó thì người ta dùng cái dấu nháy S ở cái danh từ thứ hai thôi. Các bạn cứ tưởng tượng nó giống như là mình có một cái dấu ngoặc ở phía trước và một cái dấu ngoặc ở phía sau, tạo thành một cái nhóm như thế này. Mình tạo thành một cái danh từ lớn, thì lúc đó mình được cái danh từ lớn này thêm dấu nháy S vô. Đó là lý do mà tại sao người ta có dấu nháy S ở cái danh từ thứ hai mà không phải danh từ thứ nhất. Nên cái câu này thì người ta đáp án là Susan and Steve, dấu nháy S ở nằm sau cái chữ Steve. Rồi school is old. Cùng cái câu này mà bây giờ mình nói về trường của hai người đó, hai người hai cái trường khác nhau, thì cái chữ school đó người ta sẽ thêm chữ S luôn và chia thành số nhiều.